Sáng ngày 19 tháng 1, dư luận xôn xao khi nhiều trang tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng. Ngay sau đó, gia đình và xã hội đã liên lạc với phía nhạc sĩ và nhận được phản hồi chính thức rằng ông hiện vẫn rất khỏe mạnh. Ca sĩ Trần Thu Hà, cháu gái của nhạc sĩ Trần Tiến, cũng lên tiếng khẳng định bố Tiến vẫn khỏe, vẫn có sáng tác mới, vẫn yêu đời và đọc tin tức hàng ngày. Vì thế, nếu có tin không hay bố đọc được, chắc bố sẽ rất buồn. Ngày 22 tháng 1 tới đây, bố Tiến sẽ ra Hà Nội họp báo cùng Hà, chương trình tác giả Trần Tiến Thanh Tùng tới đây. Dự kiến tổ chức vào ngày 7-8 tháng 3, người yêu mến nhạc sĩ Trần Tiến hãy yên tâm. Đây là thông điệp mà gia đình nhắn gửi tới mọi người. Cùng với đó, chiều ngày 19 tháng 1, con gái nhạc sĩ Trần Tiến là Trần Xuân Nhật Vi đã lên tiếng chính thức về những thông tin này. Theo đó, chị cho biết những cá nhân tổ chức đăng tin đồn thất thiệt về nhạc sĩ Trần Tiến không phải là thành viên trong gia đình và cũng không hề liên hệ xác minh thông tin sức khỏe của nhạc sĩ Trần Tiến trước khi đăng bài. Chị Trần Xuân Nhật Vi xác nhận nhạc sĩ Trần Tiến có sức khỏe bình thường, tinh thần minh mẫn. Những tin đồn thất thiệt này nhằm mục đích lan tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của gia đình, của riêng nhạc sĩ Trần Tiến, cũng như người hâm mộ nhạc sĩ. Con gái nhạc sĩ đồng thời khẳng định gia đình đề nghị các trang thông tin đăng thông tin thất thiệt phải lập tức xóa các bài đăng, cải chính công khai về thông tin chính xác vụ việc. Xin lỗi nhạc sĩ và gia đình. Gia đình cũng sẽ làm việc với luật sư để gửi đơn trình báo, tố cáo tới cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi trái pháp luật nêu trên, con gái nhạc sĩ nêu. Trước đó, bà Bích Nga, vợ nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ với truyền thông cho biết, vào sáng nay bà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời. Thậm chí có người còn bật khóc, có người đã định mua vé máy bay bay về để xuống Vũng Tàu. Sau sự việc, bà Nga cho biết đã liên hệ với luật sư, khởi kiện các trang đã đăng thông tin sai lệch bịa đặt bởi họ xúc phạm người đang sống, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của gia đình bà. Hiện luật sư đã nhận lời giúp đỡ và đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành khởi kiện. Liên hệ với ông Phạm Văn Sinh, luật sư được gia đình nhạc sĩ ủy quyền. Ông cho biết hiện văn phòng luật đang tổng hợp các thông tin cũng như những cơ quan báo chí đã đưa tin về nhạc sĩ Trần Tiến sáng ngày 19 tháng 1. Luật sư Sinh khẳng định, gia đình nhạc sĩ Trần Tiến chắc chắn sẽ làm đến cùng vụ việc này vì tin đồn thất thiệt đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhạc sĩ và cả gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.